Dạ, ông nhỏ miền Tây mến chào ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Chào nhà. À, thì gia đình mình nó có nhận được món quà của cô Hằng bên Mỹ gửi về nè cả nhà. Thì bây giờ gia đình mình sẽ khui xem bên trong nó có gì nha cả nhà. Bây giờ quắn quá quắn mình theo rồi. Bữa nay là mấy cha con mình không có đi ruộng cả nhà. À, ở nhà để nhận cái món quà của cô gửi tặng. À, mình cũng mở ra cho cô xem ở bên trong có đúng như những cái món mà cô đã gửi cho mấy chị em không. Cái này phải đi bằng máy bay nên là phải kỹ lắm anh ơi. Đây. Khui khui. Khui đi, khui đi. Đây, cái áo. Áo khoác. Này, áo nam hay áo nữ gì em? Chắc áo nam á. Anh với cha. Áo nữ à. Ờ có. Mình thử đi Út Tiên. Thử. Thử đi Út Tiên. Thôi nữ lên rồi nữ đi. Cái đó mình em xuống đi em. Đây là phần đồ. Quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi nè. Giống bé Huy vậy. Cái này dễ thương lắm. Bé Huy vậy nè. Bé Huy cha sao ạ? Bự lắm á cha. Bự lắm á, mấy áo này đi mấy áo dày dày mặc đi ruộng là nắng không ăn nắng luôn. 6.5 là sao ta? Đâu được, không biết đâu anh, mình thử mình mới biết. Sao vậy? Ủa. Ba bi gì? Này chắc của Út quá. Này Út Tiên, đẹp đẹp không? Cái gì vậy ba? Cái đó anh xài được không? Ôi. Cái này anh xài được không? Vô mánh rồi. Còn đây nữa nè Út ơi, rồi cái gì Út kẹp rồi. Rồi, chà phái rồi. Rồi, kẹo sô-cô-la xịt rồi. Xịt rồi. Chà phái rồi. Thuốc hả cha? Rồi xì rồi. Chà phái rồi. Bể rồi. Nhưng mà còn sử dụng được không? Không biết nữa. Đây, xà lông bát. Ôi, à. Bởi hộp kẹo rồi. Chúng xích dở rồi. Kẹo này chắc của bé Huy, bé Chi quá. À, cảm ơn chị nhiều lắm rồi đó. Hình như hai hũ thuốc không chơi. Hả? Dầu thơm. Đây, hũ thuốc nữa nè. Đó đó, thuốc. Cái thuốc đầu nè. Thuốc ở ngoài. Rồi, cái này xịt luôn em ơi. Cái này chắc là phải để tủ lạnh nữa. Tại mình đem về nó không có lạnh nữa. Hư hết. Để gì ta? U. Kiến nè chị ơi. Mắt kiến hả? Để trái nho khô cái gì nè. Thôi. Ôi giời, cái này đi tắm biển. Mang vô đi, mang vô đi. À, chạy xe đi sang bắc mà đi tắm biển. Đây hút thuốc nữa nè. Úp. Mát. Úp ơi. À, mày kính nó nè. Rồi anh cái cho anh cái luôn. Này con gái không cô. Gái không à. Này của nữ mà kêu. Ở nam đeo thì... Cái này nam hay gì? Cái này nam. Này nam nè, này nam nè. Nữ nè, nữ nè. Mày đưa thay mày cái nam nữa kìa. Đâu, cái này nữ mà cha. Phải không? Nữ nữa nè. Nữ nè. Không có thấy cái này đẹp nè. Không mà mang đại chắc không sao đâu. Dạ, mang vô thử cho cha. Nè nè Tiên, cái này đẹp nè Tiên. Ôi mắt, mắt, quá mắt. Ôi mắt lưỡi luôn á chị. Mắt lưỡi luôn. Không thấy gì nắng. Đưa cái bự này cho anh hai mè. Bự đeo mấy sành. Hình như là cái bánh găng. Hết rồi. Cái thùng này ướt rồi mình lấy ra ngoài luôn đi. Tại có mấy cái bịch kẹo. Sô-cô-la nó hư hết. Bịch kẹo nó bị ướt rồi. Để đông lạnh rồi. Trời ơi nó tan ra chắc mình để vô đông lạnh là nó khô á. Nè chắc vô lại không? Sợ nó hư á. Ướt khùng rồi chơi. Nè mắt kiến để vô đây nè, nó không chày nè, cái bọc này để mắt kiến không chày nè. Mắt thì ghê.
Đừng có để cho nó cắn lên, nó cắn chồng với nhau rồi nó chày cái mặt. Dạ thì cô Hằng có gửi quà cho gia đình ở cái nhà, còn đây là cái số tiền là để cho gia đình nó mua phương tiện để mình đi săn bắt cái cả nhà, là gửi về là 500 đô, ở gia đình mình đổi ra được là 1.602.000 đồng. Còn cái giá đô bên đây là 1 đồng thì mình sẽ ra được là 23.000. 1 đô. 1 đô. 23.000 mấy hả nghe? Dạ 1 đô đổi ra 23.000. 23.225. Không nhưng mà cái này cô Hằng là món quà đó là gửi tặng cho em nha. Để tặng cho em ba. Cho em ba mua xe gắn máy để em ba chở em Út đi chợ hay là đi làm hàng ngày đó làm phương tiện. Dạ thì con xin gửi lời cảm ơn cô Hằng rất là nhiều luôn. Con rất là thích món quà của cô. Xin chúc cho cô Hằng nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn. Rồi con cũng thay mặt gia đình cảm ơn cô Hằng cũng như khán giả gần xa đã luôn ủng hộ kênh và giúp đỡ cho Tem trong những thời gian qua. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nha. Dạ con cũng gửi lời cảm ơn cô Hằng rất là nhiều. Chúc cô Hằng nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Thì cháu nhỏ cũng xin chân thành cảm ơn trong nước ngoài nước đã ủng hộ bấy lâu nay. Thì cuộc này cũng có chị Hằng gửi đồ về thì cũng thành thật cảm ơn nhiều. Chúc với gia đình chị Hằng làm ăn thành công trong cuộc sống. Em ba gì cười cười mỉm vậy ta? Mát xong vậy. Cái số tiền đó là mấy chị em sẽ giữ lại rồi ít hôm nữa sẽ đi mua chiếc xe rồi sẽ quay tiếp cho cô xem, tại tiền đó thì mới nhận được à, sẵn mình nhận được cái thùng quà luôn nè, rồi khui cho cô coi coi có đủ những cái món mà cô nhận không á. Mình mua xe rồi về mình rửa không con? Mình xịt bút tươi rửa rồi chơi. Dạ con cũng xin cảm ơn cô rất là nhiều luôn, mấy chị em nhận món quà rất là vui, món quà rất là lớn từ trước tới giờ luôn. Mấy chị em rất là thích luôn. Đây là nguyên một dĩ kem đánh răng bằng chả đánh răng luôn này cả nhà. Có salon bath, có kem đánh răng, một số quần áo nữa. Quần áo thì nữa mấy chị em sẽ thử sau. Thì gia đình mình đó cũng khu quà xong đó cả nhà. Đây là chị hai có chuẩn bị mấy món ăn nè cho gia đình mình dùng nè. Bò thì mình sẽ xào với khổ qua, còn mực mẹ thì mình sẽ hấp với gừng. Mình xin mời ông bà cô chú các anh chị cùng vô bếp ăn gia đình mình luôn. Mình dễ sẽ ướp bò để cho nước tương. Bột ngọt. Được. Tỏi với hành. Cho thêm quất vào ăn vô. Đây là mực ống nè cả nhà, nhìn ngon quá luôn. Mai mấy chị em sẽ hấp với gừng. Đây là khổ qua để hồi mình xào với thịt bò ăn cơm. Bây giờ em sẽ chắc mực vô nồi để mình hấp. Chỉ cho ở dưới đít một lớp gừng. Mực này hồi mình hấp nó ra nước em. Con nào cũng có trứng. Chưa vô mùa mà. Mà ở đây mình kiếm một trứng tư khó lắm em ơi. Anh ơi. Mình ở đây có nữa. Xa biển quá. Rồi cho thêm một lát tương nữa. Ta ở gần biển ta ăn đồ tươi. Cắt cái này làm hai đi, mình cho vô luôn với ớt. Nêm miếng luôn nha em.
mực này mình hấp cũng nhanh chín. Này mình ăn sống được mẹ. Mực đó hả? Nhưng mình ăn không quen. Người ta ăn sống được chứ anh nói anh ăn sống không được. Đấy, cái này mình bắt luôn. Có tục nào. Rồi, cuối cùng này là thêm ít nước. Em sẽ xào củ qua luôn, em sẽ cho hành với tỏi vô thử. Rồi tỏi với hành vàng em sẽ cho củ qua vô. Này làm sao thấy giống gì ghê như bò né nè. Mà mình không có né nè. À, sao mình không chơi mực né? Mực né hôm qua hả? Xào chung. Để sẽ đem luôn cho nó thấm gia vị. Cho bột ngọt. Rồi thịt bò mới cho em xào riêng. Rồi mình xào cái mình để khổ qua vô. Xong rồi, mình sẽ chỉ đang xào bò, mình sẽ cho bơ vô. Hành với tỏi vô. Hành với tỏi vàng sẽ cho mực vô. Mực hả? Ấy em cho bò vô. Ngày vui quá quên hết luôn. Rồi. Quên quá đừng nói bỏ anh hai vô xào luôn nha. Em sẽ cho cái phần củ qua nãy xào vô. Bò mình xào nó vừa tái tái bắt đầu nó vừa chín xuống nó mới ngon chứ để thôi nó chín quá nó dai. Khu xuống rồi. Ủa nó ra nước dữ em ơi. Này đâu không hấp đâu để nước nữa đâu. Tinh chắc. Ra nước dữ rồi ha. Ngon quá luôn nè cả nhà. Rồi chấm thêm muối ớt nữa. Sao chịu nổi. Muối ớt là vô nè. Quá thơm rồi. Nó thơm hợp cái mùi gừng lên. Xíu nữa chín rồi đó. Cái này là chín rồi đó chứ mực này nó nhát quá. Củ ăn xào chín rồi sẽ cho hành vô. Này, cho tiêu vô luôn. Này, cái hỏi xịt luôn á. Cái này mặn sạch anh ơi. Chuyện cắn hỏi xịt chín á. Nãy bự quá rồi nha. Hóc cái nó nhỏ lại bớt. Này có chín nè. Đây, mấy cha con mình ăn cơm với hai món cả nhà. Thịt bò xào khổ qua với mực mình hấp gừng nè. Mấy chị em cũng làm chín nè. Con xin mời cha dùng cơm, xin mời cả nhà luôn. Dạ, hôm nay có nhân tiện nhận quà của chị Hằng. Trước dùng cơm, kính mời trong nước ngoài nước đã xem kênh ủng hộ gia đình nhỏ với chị Hằng ăn cơm mực xào với khổ qua.
ngọt. Mặc dù gừng ngon quá. Dạ mời cả nhà nha. Dạ xin mời cả nhà. Trứng quá dày không? Dạ. Ừ, có trứng không? Chúng ta ăn còn ngọt nhiều, gặp mực tương thì sao ta? Tới công chuyện luôn, cho ăn thử con mực nguyên con đi cha. Cho ăn thử con mực nguyên con đi, được không? Dai không? Trứng mực nó ngon không ta? Ngon quá. Thế nào? Như vậy không có trứng gì á? Có. Trứng nó béo chứ. Nó giòn sực sực. Ăn mực tươi ngon mấy chị. Nào mình đi biển em. Mình tự câu lên mình tự ăn luôn. Vậy nó còn ngon dữ nữa. Không cần phải đợi tàu đánh vô tới bờ. Đó à, là thêm mớ mì nha, trụng sẵn, bắt mặt lên nhúng vô luôn. Khoai lang hả? Khoai lang đúng rồi. Mà nó thơm lắm, thơm mực. Mà nó dẻo lắm. Cái gầu. Ý là bò mình đâu có dám xào chung khổ qua đâu. Xào riêng á. Cho gia đình tiếp tục dùng bữa. Xin phép cả nhà khép video lại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.